Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng nha các bạn. Và hôm nay chúng ta có một cái event khá là thú vị đây. Như các bạn đã thấy thì HNT đang cố gắng đi thu hoạch vàng để chơi cái event luôn. Xem nào. Lấy hàng, tiếp theo đó là mua. Ồ, chúng ta không đủ. Đây là phải giảm thức ăn lại chút xíu mới được. 150 thôi. Rồi là chắc có lẽ đủ rồi, 3000. Ok. Và đây, bây giờ thì chúng ta sẽ vào chơi Advan nha các bạn. Oh la la. Khai đường nào. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ HNT Channel nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm con đường ngắn nhất để đi tới cái con rồng. Ồ, cái con đường này nó cũng dài hết các bạn ơi. Và chỉ có con đường là mắc và cái con đường rẻ thôi. Mình nghĩ là cái con đường này nó mắc và nó cái giá trị của nó sẽ ngon hơn. Xem nào, 2500. Wow. Nó mắc cái đoạn đó nhưng mà qua cái đoạn sau thì nó lại rẻ hơn. Ok. Cái nào nó cũng có cái giá của nó hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng thôi. Hôm nay sẽ lết được tới đâu đây? 10 mảnh rồi, một cái chú rồng mới. Đây là 180. Cái rương không mà nó bán 180. Ô, 1000 mấy thức ăn luôn. À, xem cái con đường nào ngắn nhất đây. 200, kia 220. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ở trên thì nó mắc hơn nhưng mà là nó tới sớm hơn chút xíu. Ok thôi, mình đi đường rẻ đi các bạn. HNT quyết định chọn cái con đường rẻ rẻ để đi. Ok. Đường rẻ chúng ta đi xa. Oh my god. Hết rồi, không đủ và bây giờ chắc là tới ngày mai. Wow, và bây giờ thì xem nào. Một viên game nữa. Chúng ta đã lượm được một viên game rồi. Và bây giờ HNT sẽ rút kinh nghiệm đó là để dành game để chơi cuộc đua Heroic các bạn à. Cuộc đua vừa rồi chúng ta đã bị mất hai con rồng cấp huyền thoại khá là chua chát luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm về một cái con rồng. Đây. Rồi, không chơi con này, chúng ta chơi với con này đi. Con này được không nhỉ? Con này như là chúng ta chưa có chỗ, chắc là cái chú này hay các bạn. Xem nào, có chỗ rồi. Oh yeah. Wow, hãy xem cái con rồng mà mình đã lãnh được trong cái cuộc đua Heroic đây các bạn. Chú này là đẳng cấp VR, khá là xanh tươi, rất là đẹp luôn. Ha ha. Còn hai con đó thì mình sẽ làm nó sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm về cái chú rồng mới. Đây. Wow, và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng này thì hãy comment bên dưới video nha. HNT sẽ kiếm một cái tên thật là đẹp để đặt cho các bạn xem luôn. Ồ, vuốt về chú ấy thì dường như là nó tỏa ra bông vậy. Và hình ảnh chưa kịp cập nhật. Hiện tại thì hình ảnh con này level 4 chưa kịp cập nhật luôn kìa các bạn ơi. Nó đang gọi là tải về đấy. Wow. Trên người chú ấy luôn toát ra giống như là những cái bông vậy. Khi mà vuốt về thì chú ấy sẽ đứng lên bằng hai chân. Bây giờ level 7 rồi, chú ấy đã lớn lên. Khi đã trưởng thành thì chú ấy đã bắt đầu biết bay. Và các bạn có một cái tên nào đẹp và hấp dẫn để đặt cho cái con rồng này không nhỉ? Ồ, rồng này đẹp quá, mình định đặt tên cho nó là rồng gì ta? Rồng xinh tươi, rồng hoa sen không phải, rồng xinh tươi đi. À, rồng hồng đi các bạn, mình thấy nó có cái màu hồng cho nên đặt nó là rồng hồng phấn. Ok, bạn nào có cái tên nào hay hơn thì hãy comment bên dưới, HNT sẽ kiếm một cái tên thật là đặc biệt cho con này. Rồng hồng phấn, nhìn cái tên giống con gái nha các bạn, nhưng mà cái mặt nó cũng giống như con gái ấy mà. Ồ, mình cho nó lên level 11 luôn đi, cho cái con số 11 nó đẹp chút xíu. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ ôm nó đi chiến đấu nha. Ôm cái con rồng hồng phấn này đi chiến đấu cho các bạn xem. Wow, wow, wow. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi vào đây chiến đấu để kiếm thêm game nha các bạn.
Và đây là cái chú rồng hồng phấn của mình. Đây, rất là đẹp và xanh tươi luôn. Action, bây giờ thì chúng ta sẽ ôm chú ấy đi chiến đấu xem nào. Wow, 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 bây giờ sẽ gặp đội hình như thế nào đây? Wow, không có con rồng cấp huyền thoại nào cả. Trận này khá ngon cơm cho team HNT Channel. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa con rồng phù thủy lộng rồng bốn đầu Sitin. Rồng bốn đầu Sitin đã gây sát thương lên cái con rồng ủng ỉnh của team bạn rồi. Ồ, con rồng này giống như dạng rồng nước vậy các bạn. Như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái... Ồ, cái con này nó còn 5.000 máu. Và rồng mới của chúng ta thì tuyệt chiêu không có được đam, cho nên quánh nó sẽ không có chết. Ok, level 24 lượng HNT quyết định sử dụng rồng bốn đầu và xài tuyệt chiêu để hạ cái con này luôn. Ồ, oh yeah, cuối cùng thì một em đã lên đường. Tiếp theo là tới cái chú rồng bốn đầu của tên bạn. Ồ, bốn đầu này là bốn đầu rắn, còn bốn đầu rồng của mình là con cấp huyền thoại các bạn à. Bây giờ thì HNT sẽ đưa rồng phù thủy ra để quánh cái con này. Đây, giảm máu lại. Chứ nếu như chúng ta quýnh siết tay quá thì con này nó sẽ chết queo. Và khi nó chết queo thì cái con rồng mới của mình sẽ không có cơ hội để ra quánh á. Cho nên HNT buộc phải sử dụng cái tuyệt chiêu giảm máu mới được. Ha ha. Sát thương gây ra là 9.841 điểm, quá tuyệt. Và bây giờ là cái con rồng Lobo tem bạn, rồng bốn đầu đang cố gắng phản công lại cái chú rồng phù thủy của mình. Như các bạn đã thấy thì HNT đã đưa con rồng hồng phấn, chú rồng khá xanh tươi ra để chiến đấu. Chúng ta sử dụng tuyệt chiêu nước để tắm rửa cho cái con rồng Lobo này. Wow, 2.000 máu, sát thương không hề nhẹ. Và tiếp theo tem bạn đang đưa một cái con rồng nham thạch các bạn à. Ồ, sát thương lên đến 12.000, không thể tin được. Con rồng nham thạch level 25 cho nên sức chiến đấu khá là hổ báo trường mẫu giáo luôn. Như các bạn đã thấy thì rồng bốn đầu đã bắt đầu phản công, sức chiến đấu của chỗ ấy lên là 10.000. Ồ la la, như các bạn đã thấy thì tem bạn đang cố gắng phản công lại bằng một cái cục nham thạch. Sức chiến đấu của chú này không cao cho nên chúng ta có thể nhẹ nhàng hạ chú ấy bằng tuyệt chiêu đất luôn. Ồ, tuyệt chiêu đất đó chính là trên trời rơi ra những cái cục giống như cục lửa vậy. Giống như là sao chổi vậy các bạn, lao thẳng xuống gây sát thương lên cái con rồng nham thạch. Và cuối cùng thì chúng ta đã giành được chiến thắng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đấu với một cái anh bạn khá là ngầu luôn đây. Ồ, anh bạn này nhìn chụp hình thấy gương mặt da hơi ngâm đen chút xíu. Ồ, anh bạn này chỉ có một con rồng, một con rồng duy nhất thôi các bạn à. Ồ, con này level 20 mà level 10 để mình vác cái con rồng hồng phấn của mình ra cạch tay đôi chơi. Ồ, chú rồng hồng phấn của chúng ta vừa nhúng chân lên và sát thương gây ra khá là bèo. Như vậy là không ổn tí nào rồi. Ồ, con này chúng ta vẫn chịu được một đòn các bạn à. Vẫn chịu được một đòn. À, hai con rồng của mình bây giờ nó bằng nhau rồi, sức chiến đấu chắc cũng tầm ngang ngang nhau thôi. Đây, chúng ta sử dụng cái tuyệt chiêu mặt trăng xem nào. Sát thương của rồng phù thủy gây ra là bao nhiêu? 7.900. Wow, 7.915 điểm. Và hiện tại tem bạn đang sử dụng tuyệt chiêu bảy sắc cầu vòng. Cái chiêu bảy sắc của vòng của tem bạn nó gây sát thương lên mình nhưng mà không thấm. Và hiện tại là HNT cho cái con rồng hồng phấn ra để chiến đấu luôn. Wow, 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 tắm rửa cho cái con rồng tem bạn nào. Rồng hồng phấn tiếp tục sử dụng nhảy lên và một cái cơn sóng vừa lướt qua. Quá đẹp. Ồ, trận này khá là nhẹ nhàng luôn. Anh bạn này chỉ có một con rồng duy nhất thôi các bạn à. Như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ quất thêm một cái anh bạn level 49 nữa. Xem tem này có cái con nào cấp huyền thoại không. Ồ, hai con cấp huyền thoại level 30 và 28 luôn các bạn à. Không ổn rồi đại dương ơi. Tình hình khá căng thẳng. Ok, quyết định bật co luôn. HNT quyết định sử dụng rồng bốn đầu để chơi ngang ngửa với tem bạn. Hiện tại tem bạn level 30 và mình chỉ mới level 20 thôi. Mình dù biết rằng sát thương của mình gây ra là không đủ nhưng mà vẫn cố gắng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ dồn sát thương cao nhất lên tem bạn. Rồng bốn đầu tấn công. Ồ la la, 12.000 rồi và 11.000 các bạn. Tem bạn nó chỉ còn lại 11.000 máu thôi. Ồ, không ổn rồi. HNT quyết định đưa rồng phù thủy ra để cố gắng chịu đựng xem nào. Tuyệt chiêu mạnh nhất của chú rồng phù thủy vẫn là tuyệt chiêu này. Tấn công. Có thể hạ gục được hay không? Không được các bạn à. Tem bạn nó vẫn còn một lượng máu nho nhỏ. Ồ, nhưng mà nó quýnh mình thì lượng máu không hề nhỏ tí nào. Kinh thiệt. Quyết định khá sai lầm của HNT là đã đưa cái con này ra.
Rồng hồng phấn của chúng ta bắt đầu xuất hiện và chú ấy đang sử dụng tuyệt chiêu để hốt cái con rồng bốn đầu của tên bạn. Hiện tại thì rồng bốn đầu của tên bạn đã bị hạ gục. Và bây giờ là tiếp theo là cái con rồng cấp huyền thoại, không thể tin được nó level 28 các bạn à. Trận này không ổn với mình rồi. Rồi chúng ta không có con nào được đam hết lượng máu của chúng ta bây giờ là còn quá thấp, chỉ còn có 5.000 thôi. Sát thương gây ra của chúng ta bây giờ có lẽ là không đủ. Tấn công nào rồng phù thủy, mặc dù là chúng ta đang ở một sao vàng nhưng mà không chịu nổi vì tem bạn level quá cao. Ồ, con này nó ửng ngược lên giống như nguyên cái người, nó có một cái bầu nham thạch hay cái bầu lửa rất là nóng luôn đấy. Chỉ còn biết chiến đấu tới giọt máu cuối cùng thôi, chứ thật sự là tem chúng ta không đủ sức mạnh để có thể chịu đựng được với tem bạn. Bành sát. Ok, anh quyết định hy sinh vì tổ quốc luôn. Cái lần này là chắc phải nhờ vua kinh công vô để bảo kê tem rồi, chứ chúng ta chiến đấu thì có lẽ sẽ chiến không nổi với tem bạn. Ồ, nó không cho mình quánh nữa luôn. Phải chỉnh sửa đội hình tem lại chút xíu để đây, lưu lại mới được. Ok. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Và các bạn muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái gì thì hãy comment bên dưới video, HNT sẽ làm cho các bạn xem. Oh, HNT đang up thêm một cái trứng rồng mới nữa đây các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.